Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho 120 chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo thuộc các tỉnh đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Tới dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố liên quan. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, những nguy cơ thách thức đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác này và vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, các tôn giáo trong cả nước đã tích cực tham gia có hiệu quả vào các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hoạt động cụ thể. Đã có 2.000 mô hình của các tôn giáo được xây dựng và nhân rộng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, nguồn tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tôn giáo trong công tác này, chương trình tập huấn cung cấp những kiến thức pháp luật hiện hành mới nhất về bảo vệ môi trường, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay. Đây cũng là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung những kinh nghiệm thực tiễn giữa các địa phương, các tôn giáo để làm tốt hơn chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026. Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được các chuyên gia giới thiệu, trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những nhiệm vụ cấp bách chiến lược của Việt Nam đối với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước và một số nội dung liên quan đến phát huy vai trò các tôn giáo trong công tác này. Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của Phật giáo tỉnh Ninh Bình và một số tôn giáo ở các tỉnh, thành phố trong khu vực về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Thông qua tập huấn, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chiến lược quốc gia đã đề ra đến năm 2050 là nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.